mình đã đến khu vực Tắm Tiên rồi các bạn ơi. Rất là nhiều các loại cá ở đây luôn. Hi, Phan xin gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phan Đà Lạt TV nhé. Và buổi sáng nay thì Phan Đà Lạt lại tiếp tục cập nhật đến tất cả mọi người về tình hình mới nhất ở tại khu vực Chảo Lửa Vũng Tàu, hay còn được gọi là Mũi Nghinh Phong, và khu vực Bãi Tắm Nghinh Phong và khu vực Bãi Tắm Tiên nữa. Thì sáng nay ở đây là có xuất hiện rất là nhiều các bạn trẻ trên khắp mọi miền đến khu vực Vũng Tàu này để check in và ngắm bình minh buổi sáng. Thì mình mời tất cả mọi người chúng ta cùng khám phá buổi sáng ở tại khu vực Mũi Nghinh Phong này nhé. Sáng nay ở đây thì mùa này này cho nên là mưa nhiều, có xuất hiện rất là nhiều những cái bụi cỏ, khu vực quả đồi này là đều một màu xanh hết, rất là đẹp các bạn ạ. Buổi sáng nay có hàng đoàn người di chuyển từ trên khu vực cổng trời này đi xuống dưới biển để check in này và tắm tiên nữa, cũng như là khu vực này là có những quán cà phê, có rất là nhiều người cũng đang ngồi ở đây luôn đấy các bạn xem này. Còn nhìn qua phía bên này như các bạn có thể thấy là một màu xanh của khu vực Mũi Nghinh Phong, và hiện tại là đang có rất là nhiều người đang đứng ở đây check in và chụp hình rồi, cả nhà cùng xem này đấy, ngắm bình minh buổi sáng này rất là đẹp luôn nha. Phải nói là những điều độc đáo, có 102 ở đây luôn cả nhà, đẹp quá. Như mọi người có thể thấy là ở đây là những hàng ghế rất là đẹp luôn, cũng như các video trước chia sẻ đến cả nhà đấy. Nhưng mà với sáng nay này thì là một cái màu xanh ở đây là quá là đẹp luôn. Cỏ cây hoa lá là bắt đầu xanh tươi nở lên rồi, rất là đẹp luôn ạ. Còn ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là con đường đi lên trên đỉnh của Mũi Nghinh Phong này, hầu như là mọi người đều đã lựa chọn những cái chỗ các chỗ ngồi này, đứng này, rất là đẹp rồi. Ai cũng đang ngồi để chờ đón bình minh các bạn ơi. Ở khu vực này thì sáng nay là do là thời tiết vào mùa mưa các bạn ơi, sáng nay có cảm giác là có bão vào sao đấy, cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời vào buổi sáng, ánh bình minh buổi sáng. Nhưng mà có một cái khung cảnh mà chúng ta cũng phải trầm trồ, như Phan Đà Lạt nhìn như này đã cảm giác là trầm trồ luôn các bạn ơi. Là đó là xa xa kia đã có từng đoàn người với những bộ trang phục rất là đẹp luôn, và sóng biển sáng nay cũng khá là lớn đó, bởi vì là ảnh hưởng bão đó các bạn, cho nên là sóng biển là sóng đánh vào bờ rất là lớn nha. Đông chưa từng có luôn. Bây giờ mình cùng tất cả mọi người chúng ta cùng di chuyển lên trên này nhé. Sáng nay là buổi sáng chủ nhật ngày 23 tháng 6 các bạn ơi, rất là đông luôn. Khu vực Mũi Nghinh Phong này phủ một màu xanh của cỏ cây hoa lá, mình không thấy có hoa đâu, mình chỉ thấy cỏ thôi các bạn. Và đông quá, rất là đông. Các bạn có thể nhìn thấy là biển chỗ nào cũng rất là đẹp luôn này, nhìn này, sóng biển này và khu vực này kín người luôn này, trời ơi quá đông luôn các bạn. Quá đông và quá đẹp, quá là đông người, thật không thể tin nổi cảnh tượng này lại có thể xảy ra vào một ngày mưa bão, một buổi sáng mưa bão như thế này các bạn.
Đây là khung cảnh có 102 luôn đấy. Nên xem rất là đã luôn các bạn ơi. Ở đây cũng có gia đình các cô, các chị gái cũng đi nguyên một gia đình luôn. Hello mọi người nha, hello cả nhà. Gia đình mình uống cà phê xong rồi à? À, các bạn có thể xem này, đông chưa? Đông chưa từng có luôn. Ở dưới kia là khu vực Tắm Tiên. Sau khi chia sẻ đến mọi người ở trên khu vực này, mình sẽ di chuyển xuống khu vực Tắm Tiên để cập nhật đến mọi người về tình hình các bạn nữ, các hot girl cũng như là các hot boy đang tắm tiên cũng như là tắm biển ở dưới khu vực đấy nha các bạn nha. Đó, khi mà ngồi trên này ấy, thì gió lớn lắm các bạn ạ. Mình nói như vậy không biết là mọi người có nghe được hay không ấy, bởi vì cái gió này nó thổi vào mic mình hết đấy. Trời ơi, đẹp quá. Những hàng ghế ngồi kín người luôn các bạn. Không những thế mà những đoàn người mà di chuyển xuống khu vực Tắm Tiên cũng đã bắt đầu có nhiều dần rồi. Và trên này gió to quá. Các bạn thấy khung cảnh này ở đâu có được, không ở đâu có được đúng không? Vũng Tàu thì luôn luôn là những cái điều ở đấy rất là đặc biệt với tất cả các du khách khi mà đến với khu vực Mũi Nghi Phong này, khu vực Vũng Tàu này. Quay nói dùm luôn. Dạ. Đúng mấy bạn đây thẳng lên trên. Đây này. Đấy. Đẹp. Quá đẹp luôn các bạn. Đó. Rồi, sóng biển sáng nay rất là lớn. Thực sự là một điều mình cũng khá là bất ngờ khi mà đến với Vũng Tàu vào buổi sáng nay, vào một ngày mưa bão như thế này các bạn, mà mình cũng không thể nào mà tin nổi là lại có đông người như thế này để ngồi ở đây ngắm bình minh, cho dù là ánh bình minh là không có đẹp các bạn ơi. Mọi người ngắm biển và ngắm khu vực đảo Hòn Bà là chủ yếu các bạn ạ. Có rất là nhiều các bạn là hot boy, hot girl đến khu vực này. Như các video trước mình cũng chia sẻ đến các bạn đấy. Còn video này thì nó lại có những điều đặc biệt và thú vị hơn các bạn ạ. Không video nào giống video nào các bạn ơi. Mỗi video đều có những con người mới và cảnh quan mới các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là đông người luôn các bạn ơi. Đấy. Ở đây thì có mở nhạc nên là mình cũng sẽ tranh thủ mình quay lâu lâu một chút thôi các bạn ơi, rồi mình di chuyển đây. Chứ mình không có đứng lâu quá các bạn. Vì đứng lâu quá thì mọi người cũng đây cũng mở nhạc khá là lớn này. Nhưng các bạn uống cà phê lên đây ấy thì có những bản nhạc chiêu chiêu này để nghe này. Đấy, ở đây thì có bán rất là nhiều các loại nước uống. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại nước uống mà các bạn yêu thích. Rồi ngồi nhâm nhi ly nước và trò chuyện với nhau. Có một góp ý, mình muốn góp ý với các bạn là nếu lên đây bạn nào mà không chịu lạnh được ấy, thì các bạn nhớ mặc áo khoác vào nhé. Áo khoác, áo ấm đấy. Thì ngồi sẽ cảm thấy là ấm cúng hơn các bạn ạ. Tại vì trên này vào buổi sáng như sáng nay thì gió là lớn này và cảm giác lạnh lạnh các bạn ơi. Đây. Rất là đông người luôn, gió thì cũng lớn. Cảm giác đã quá các bạn ơi. Đây. Mình sẽ di chuyển xuống dưới khu vực này và đi theo con đường phía dưới này để có thể chia sẻ đến các bạn về toàn bộ cái khung cảnh buổi sáng 23 tháng 6 này các bạn ạ.
Ở đây cũng có các bạn hot girl cũng đang tranh thủ ghi lại những thước phim, những bức hình đẹp quý giá ở đây này. Đó. Hello cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành nhá. Gia đình mình chụp được nhiều hình chưa? À đấy à, cũng mới đến à? Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Đấy các bạn này, rất là nhiều luôn. Các gia đình này, các bạn trẻ rồi, nói chung là mọi người đều đến đây đứng ghi lại những khoảnh khắc này các bạn ạ. Đẹp. Độc đáo. Ờ, có hai tầng luôn, giống hai tầng luôn các bạn ơi. Kiểu giống hai tầng bàn ghế mà người ta đặt cho các bạn ngồi đây. Đây này. Trời ơi. Quá đẹp luôn nha. Dưới kia là khu vực Tắm Tiên, bây giờ là mọi người cũng đã di chuyển xuống khá là đông rồi. Còn ở bên khu vực này bây giờ là gió khá là lớn này. Gió lớn lắm các bạn. Rồi, lớn quá. Hello em. Mình đã di chuyển xuống sang phía bên này. Và phía bên này đấy thì luôn luôn là các bạn có thể cảm thấy là nó dịu gió hơn. Bởi vì xuống thấp rồi, xuống dưới chân núi đấy các bạn ơi. Gần gần như là chân núi luôn rồi. Mà ở dưới này là quả đồi, khu vực đỉnh núi là che hết gió rồi. Nên là mọi người sẽ cảm thấy là rất là êm và yên tĩnh. Gió không có lớn quá. Ở đây thì trong video này thì các bạn có thể thấy là khu vực này được trồng nhiều hơn các loại cây phượng rồi các bạn ạ. Đó, được trồng rất là nhiều các loại cây phượng này. Đấy. Phía bên này thì con đường này mọi người di chuyển là check in cũng rất là đông. Đó. Gia đình mình đi chụp hình được nhiều chưa ạ? Gia đình mình cũng lên sớm mà bây giờ đã di chuyển về rồi. À đấy à. Nhưng mà cũng bây giờ cũng phải di chuyển xuống khu vực Tắm Tiên chứ. Khu vực check in này này, dưới bãi biển này này. À, dạ. Buổi sáng được trò chuyện cùng các kênh Fan Đà Lạt TV. Fan Đà Lạt TV. Dạ. Nhớ vào xem ủng hộ nhá. Nhớ đăng ký kênh nữa nha. Bấm like chia sẻ nữa nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Đấy, buổi sáng đi quay mà được giao lưu cùng mọi người như thế là cảm giác rất là thú vị các bạn ạ. Đó. Đây là toàn cảnh mà mình đã chia sẻ đến các bạn về khu vực này cũng như là trong các video trước rồi. Video này thì nó là lại là một màu xanh của những gốc cỏ này đấy các bạn ơi. Nó tạo nên một cái khung cảnh rất là đầy đủ. Đậm chất của gọi là một quả nội đồ quả đồi luôn đó các bạn. Đậm chất của một quả núi, mà nói đến núi là có cây cối đúng không các bạn? Còn núi này là chỉ có hoa lá thôi. Đó. Bây giờ mình di chuyển xuống khu vực Tắm Tiên các bạn ơi. Xuống dưới khu vực này thì hy vọng rằng sẽ có nhiều điều thú vị để cập nhật đến các bạn. Bây giờ là mình bắt đầu thấy có lất phất những hạt mưa rồi. Mình không biết là những hạt mưa này tí nữa nó sẽ thành cơn mưa hay không. Thì các bạn chờ xem nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi xuống dưới này. Cũng khá là nhiều người sau khi có xuất hiện những cơn mưa thì cũng đã đứng một chỗ để lựa chọn có nên tiếp tục đi xuống bãi tắm hay không. Còn mình thì mình sẽ vẫn di chuyển xuống khu vực bãi tắm các bạn ạ. Chỉ có xuống đấy thì mới cập nhật chi tiết nhất đến các bạn về tình hình khu vực bãi tắm thôi. Ở đây thì có một cái quán cà phê. Ôi, gia đình mình lại xuống đây à? Lại có duyên gặp lại rồi. Có một quán cà phê này các bạn, các bạn đến các bạn có thể ghé đây uống và check in ngắm cái view biển này các bạn ơi. Còn bây giờ là sẽ di chuyển đi xuống cùng đoàn gia đình.
khá là đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn lên đây một vòng này các bạn ơi. Đó, nguyên một màu xanh luôn. Trên kia đây mọi người cũng đang di chuyển. Ở đây thì có những đoàn hot girl này cũng đang di chuyển xuống đây. Chúc mọi người một chuyến, một buổi sáng tốt lành nhá. Đó, ở đây mình cũng đang đứng ở đây mà bên cạnh có một con dế nó đang tạo, nó hót, nó tạo nên một cái tiếng nhạc độc đáo đấy các bạn. Đấy, mọi người đang di chuyển xuống rất là đông luôn. Xin chào cả nhà. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hello. Đấy. Rất là đông vui các bạn. Quá đông luôn. Các bạn có thể thấy là ở đây là bây giờ là những bụi dây leo ấy, những bụi cỏ đã mọc rất là nhiều rồi. Xin chào hai tráng sĩ nhá. Người yêu đâu không đưa đi, lại đi hai người đây. Một cái màu xanh rất là đẹp. Mình thì đang đứng ở tại một cái khe ấy các bạn ơi. Đây này. Đó. Một cái khe nha. Để mình quay qua đằng sau chia sẻ với mọi người. Ở đây thì có rất là nhiều những cái gốc dưa các bạn ơi. Đây là dưa. Những gốc này khi mà có quả ấy, thì nó sẽ có một cái màu đen luôn. Quả chín đây các bạn ơi. Có những quả màu đen và có những quả màu đỏ, màu vàng các bạn ạ. Ăn rất là ngọt nha. Vào chắc khoảng cỡ một tháng nữa thì nó sẽ có quả đấy các bạn ơi. Mình sẽ quay chia sẻ đến các bạn khi mà nó có quả nha. Còn bây giờ sẽ di chuyển xuống dưới khu vực Tắm Tiên. Ở đây thì có rất là nhiều các tốp bạn trẻ, mọi người đi chơi với nhau đấy. Tranh thủ chụp hình đứng này. Thủy chiều sáng nay là nước đang lên các bạn ạ. Kết hợp với sóng biển do ảnh hưởng của bão nữa. Các em gái xinh ở đây thì chụp hình rất là đẹp nha. Đến khu vực bãi tắm này thì mọi người có thể luôn luôn cập nhật được những các bạn nữ với những bộ bikini đẹp check in bãi biển. Trời thì mưa râm râm các bạn ạ. Kết hợp với những con sóng biển lớn như này đấy thì quả thực là những điều thú vị, nhưng mà chỉ là các bạn quay phim ấy, các bạn chụp hình đấy thì hơi bất tiện thôi, bởi vì mưa ấy các bạn ạ. Mình đang đứng quay chia sẻ đến các bạn như này ấy, nhưng mà hiện tại là máy mình cũng đã có những hạt mưa li ti nó bay vào rồi các bạn ạ. Ở đây thì mỗi người một chiếc máy để cầm check in này. Trên kia là có các cô, các chị với những bộ đồng phục rất là đẹp luôn. Quá là đẹp các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh bao view luôn. Đây là view triệu đô luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn lên trên này. Đó. Quá đẹp. Trên khu vực đỉnh của Mũi Nghi Phong này vẫn còn đang kín người luôn các bạn ạ. Này mọi người đang chụp rất là đông luôn. Quá đông luôn. Thật không thể tin nổi. Rất là nhiều người chụp hình check in ở địa điểm này. Hầu như là ai cũng chọn khu vực này để chụp hình hết các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Rất là nhiều người lựa chọn khu vực này.
các bạn có thể nhìn thấy đây, siêu đẹp luôn nha. Đó, rất là đông, quá đẹp luôn, thật không thể tin nổi, siêu đẹp. Bên này nữa này các bạn, đó, quá là đẹp luôn đấy. Nhìn đâu đâu cũng thấy rất là nhiều các bạn hot girl, các bạn hot boy luôn. Khi mà đến với khu vực bãi tắm này, các bạn có thể thoải mái để check in nhé. Các bạn có mặc bikini đi các bạn ơi. Hình như là sáng nay vào buổi sáng mình thấy ít bạn mặc bikini. Rất nhiều bạn cũng chọn những địa điểm và những cái chỗ chụp hình khá là độc đáo luôn. Đó, hai bạn này thì một màu đen rất là đẹp. Bên kia cũng vậy, đẹp quá các bạn ạ. Thật không thể tin nổi luôn, những siêu phẩm tại bãi tắm Vinh Phong này, biển Di Giao luôn các bạn ạ. Hai bạn này chụp hình đây trước có một cái hàm răng cá mập nữa các bạn ơi. Kia gọi là răng cá mập. Mình cũng đã chia sẻ đến các bạn về khu vực chiếc răng đó rồi đấy. Thì các bạn vào xem video trước của mình để xem mô tả về chiếc răng như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ là sóng biển cũng còn khá là lớn cho nên là mình không xuống đấy được các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Đẹp quá các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy một màu xanh của nước biển này. Đó. Quá đẹp luôn. Rất là đông. Một top siêu phẩm luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Siêu đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi sang khu vực khác các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy là đây mọi người đang đứng rất là đông luôn nha. Thì mình video đến đây là mình sẽ cập nhật đến các bạn ở khu vực này đến đây thôi. Còn tiếp theo mình mời các bạn đến khu vực trung tâm của bãi sau để quay chia sẻ đến các bạn về tình hình của bà con sáng nay đánh bắt hải sản và kéo lưới lên các bạn ơi, xem hôm nay có được nhiều cá không nhé. Hôm nay mới giật đông sầy, trong sầy. Đang này đây đây.
đi lên cô Lan ơi, nhưng đi lên hết được cuộc trời cô Lan ơi. Hoa ơi, hello. Hôm nay di chuyển qua đây bán khá không? À dạ. Hiện tại mình đã đến khu vực của bãi sau rồi, trung tâm của bãi sau ở đây thì buổi sáng nay là mọi người tắm đông kín người luôn, rất là đông nha. Và đặc biệt là xa xa phía đằng kia là có các chú bà con người dân cũng đang xuống lưới cá. Thì mình sẽ qua bên đấy mình coi chia sẻ đến cô chú anh chị về quang cảnh bà con giữ cá nha, xem hôm nay là bà con có được nhiều cá hay không. Sáng nay thì các chú, các anh đã xuống lưới cá và có được rất là nhiều các loại cá ở đây luôn. Như cô chú, anh chị và các bạn có thể thấy này, cá kín luôn. Đó. Mọi người là bà con, người dân khi mà xuống cá đấy, thì gỡ cá từ lưới ra rồi sẽ chọn những con cá to để sang một cái giỏ khác, và những con cá vừa thì để giỏ khác, các loại cá thì khác nhau nha. Nhưng mà hầu như là đều thấy các loại cá nhỏ nhỏ này, không biết là cá gì mình cũng quên tên rồi. Rất là nhiều cá này để chiên giòn hay là làm mắm các thứ thì tuyệt vời luôn. Đấy, gỡ cá là từ lưới là bay ra rất là nhiều. Khá là nhiều và đều thú vị ở đây. Lưới dài mấy trăm mét. Rất nhiều. Bên này thì có các cô ngồi cắt cá ra để bán cho bà con đấy. Ai có nhu cầu mua thì có thể mua cá mang về nhà nghỉ khách sạn để chiên. Cá này chiên giòn ngon lắm. Đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều cá luôn. Đó. Cá sau khi dọn nhặt lên ấy, thì cho vào rửa như thế này để sạch cát này các bạn, và hết cái độ nhớt, bởi vì cá này có một cái độ nhớt nhất định các bạn ạ. Bà con rửa như thế này cho hết nhớt ấy. Người mua người bán rất là nhiều. Bãi biển thì kín người luôn này. Quang cảnh nhà buổi sáng rất là tuyệt vời. Mua cá đi bà ơi. Đó. Cá rất là nhiều nhá. Cá này là chiên giòn luôn này. Bà ơi, bà cho con hỏi, cá này chiên giòn hay là để làm gì? Cá này chiên cá thu nè. Còn cá đây cái dòng. À, tức là tất cả đây là chiên giòn được hết phải không? À dạ.
chỗ này bà, chỗ này bà bán bao nhiêu? Cá đó 100 kg. À, cái một, mấy lạng à? 100 một ký. Đấy. Cái đó có mấy lạng? Rất là độc đáo luôn các bạn. Nhiều cá nha, cá ngon không đấy. Đây. Đó bác đang cá tươi sống luôn. Chỗ đấy thì chắc được khoảng cỡ 5 lạng thôi. Quang cảnh mua bán, con bán và xuống lưới cá tấp nập luôn các bạn ạ. Khi mà đến với khu vực biển này này thì mọi người có thể là được tận mắt xem bà con kéo lưới cá này và tắm biển cũng như là có thể mua hải sản mang về ăn nhá. Vậy là video đến đây cũng khá là dài rồi. Phan Đà Lạt cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem hết video. Đừng quên cho Phan Đà Lạt xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Phan Đà Lạt tiếp tục review những địa điểm hấp dẫn và độc lạ gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye.